Xin kính chào bạn vị, như vậy là iOS 11 đã chính thức có bản beta, các bạn có thể tải về. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao nâng cấp lên, cũng như là có nên nâng cấp hay không là một câu rất quan trọng. Thì bây giờ các bạn có thể nâng cấp bằng cách là chỉ việc bấm vào cái file config. Nó sẽ dẫn các bạn về cái phần là cài đặt profile và các bạn bấm cài. Nó sẽ yêu cầu chúng ta reset lại máy và sau đó các bạn có thể truy cập vào cái phần cài đặt chung và nâng cấp lên như bình thường là sẽ lên iOS 11 beta. Tức nghĩa là chỉ cần hai bước thôi, không có gì khó khăn. Tuy nhiên có lên hay không thì là điều mà rất là đau đầu. Và điểm đầu tiên đó là không phải máy nào được hỗ trợ. Cụ thể bây giờ với iOS 11 thì chúng ta chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị là từ iPhone 5S đổ lên. Tức nghĩa là nó sẽ không còn hỗ trợ các cái máy 32 bit, đó là iPhone 5, iPhone 5C, 44S vân vân. Và với bây giờ thì các bạn có thể mua sắm các sản phẩm này tại website của Clipbuy đang cung cấp như là iPhone 6S hay là iPhone 6S Plus hàng lốc. Bây giờ máy line new chúng ta thì có mức giá cực kỳ là thấp. Và các bạn đều truy cập vào group bên dưới của Clipbuy để mua các sản phẩm để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là cái việc nâng cấp thì như nào. Đầu tiên thì nếu như các iPhone 6S thì có thể hoạt động một cách tốt nhất và đầy đủ nhất với lại phiên bản này thì các bạn hãy lên. Vì đơn giản như là các cái tính năng ở bên trong Control Center, chúng ta thể chỉnh nhanh, bấm bằng Body Touch sẽ ra được Night Shift, các thứ thì nó được hoạt động được. Còn với các máy không có Body Touch thì chưa biết là nó sẽ hoạt động như thế nào. Và ở phiên bản này thì nếu các bạn đang sử dụng iPhone là máy chính hàng ngày thì không nên nâng cấp lên. Đơn giản tại vì sao? Vì nó sẽ còn xuất hiện rất nhiều lỗi lặt vặt, chỉ khiến các bạn cảm thấy khó chịu, có thể bị treo, bị đơ, bị lag. Và một số phím tắt còn hoạt động không được. Vì vậy mình bật tắt Bluetooth, đây, bấm vào những icon nó cứ nảy ra và nó không hoạt động một cách rõ ràng. Bật tắt Wi-Fi cũng tương tự như thế, không biết là nó đang bật hay tắt nữa. Và chúng ta phải vào tận cái phần cài đặt để chúng ta có thể tắt nó được. Vì thế đây là những cái lỗi của cái phiên bản beta đầu tiên thì không có gì mà phải lạ. Đấy, Bluetooth rõ ràng là mình đang bật nhưng mà nó không hiển thị chúng ta biết. Vì thế nên mà các bạn đang sử dụng máy chính thì đừng lên, nếu không thì lúc đấy các bạn sẽ rất là ức chế. Cái tiếp theo là máy lốc có nên lên không? Thì câu trả lời các bạn là máy lốc đang lên hoàn toàn bình thường. Cái chiếc iPhone 6S của mình đây là iPhone 6S bản lốc của nhà mạng Nhật ZIA. Và với lại cái chiếc máy này thì đang sử dụng SIM ghép thần thánh thì máy vẫn có thể sử dụng bình thường sau 101 thăng, nghe gọi nhắn tin, không gặp bất kỳ một vấn đề gì hết nên các bạn không cần phải lo. Khi mà đã lên phiên bản này thì có phải quay về được hay không? Câu trả lời là có. Đối với những cái máy mà đang sử dụng beta như thế này, của mình là beta 11 rồi, thì các bạn có thể trở về bằng cách là cắm vào iTunes và chúng ta có thể restore về phiên bản iOS 10 mới nhất, là nếu không nhầm là 10.3.2 và quay trở về được nhá. Các bạn không cần phải lo. Cái câu hỏi số 69, khi nâng cấp phiên bản beta có bị mất dữ liệu không? Câu trả lời là không. Các bạn lên phiên bản iOS beta 11, các bạn thấy là toàn bộ các ứng dụng trong máy của mình hay là côn lốc lịch sử các thứ là vẫn đang còn nguyên. Và tin nhắn danh bạ các bạn không mất bất kỳ một cái gì hết, các bạn vẫn có thể sử dụng bình thường. Và các ứng dụng ở trong máy thì vẫn như thế nào thì nó là như vậy thôi, chúng ta không bị mất bất kỳ một dữ liệu nào. Tuy nhiên khi các bạn restore về phiên bản iOS 10 thì bị mất. Nên các bạn lên đây các bạn phải backup ở phiên bản 10. Vì nếu các bạn restore về mà các bạn khôi phục từ cái bản lưu ở iOS 11, nó sẽ báo là phiên bản này thấp hơn, không thể restore được. Nên các bạn phải backup ngay từ iOS 10 để trong hợp sau này chúng ta muốn restore. Điểm lưu ý cuối cùng là đối với phiên bản này thì nó sẽ là bản thử nghiệm nên nó sẽ có phần feedback để các bạn gửi được các cái thông tin feedback về đối với lại Apple. Và sau này khi mà chúng ta lên phiên bản iOS 11 chính thức thì các bạn sẽ không thể nâng cấp được, mà chúng ta vẫn bắt buộc phải restore lại thành máy mới để lên iOS 11. Chứ nó không phải là từ bản beta nâng cấp lên thành bản chính thức, mà nó chỉ lên ở bản beta cuối cùng là bản gần giống như là chính thức thôi. Như thế là mình đã chia sẻ các bạn về một số điều, đó là bây giờ có nên lên hay không thì mình khẳng định là không nên lên. Nếu đang sử dụng máy iPhone là máy chính, nó sẽ rất nhiều lỗi, ngay cả các phím tắt ở các cái phần bên dưới này, bấm nhiều lúc nó cũng không hoạt động, flash nhiều lúc cũng hoạt động lúc không. Nên các bạn phải rất là lưu ý, nó sẽ xuất hiện lỗi là các bạn cảm thấy khó chịu. Và đối với máy lốc thì vẫn lên bình thường, nếu các bạn muốn trải nghiệm vẫn sử dụng SIM ghép 4G thần thánh được và vẫn có thể trở về iOS 10. Và các bạn thích đừng quên like cho bè và đừng quên truy cập vào website của Clickbuy cũng như là cái group bên dưới để mua sắm các sản phẩm sẽ được hỗ trợ tốt nhất, kể cả online hay offline giải quyết các vấn đề khiếu nại. Hẹn gặp lại anh em trong các video sắp tới về iOS 11.